tôi tên Vũ Thăng Long, hiện là CFO của công ty MBC. MBC được thành lập từ năm 2000 với tên ban đầu là công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại dịch vụ Minh Phúc. Và để đáp ứng phù hợp với nhu cầu mang tính quốc tế trong và ngoài nước, đầu năm 2022 chúng tôi đổi tên thành công ty MBC. Doanh nghiệp của chúng tôi kinh doanh vận tải đường dài nên rất cần những chiếc xe bền bỉ và hoạt động ổn định. Xe Fuso thì có khả năng chịu tải và neo dốc tốt, rất phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn an tâm khi lựa chọn dòng xe tải Fuso cho doanh nghiệp của mình. Xin cảm ơn. Với trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim, chúng tôi rất là tự hào xây dựng được một cái trung tâm hợp vận giao nhận lắp đặt hậu mãi rất là mạnh mẽ, và đặc biệt với cái hệ thống giao nhận rộng khắp trên toàn quốc. Để làm được điều này thì chúng tôi cũng đầu tư rất là mạnh cả về hệ thống quản lý, về con người và đặc biệt là các trang thiết bị phương tiện phục vụ cho cái nhu cầu giao nhận từ khách hàng. Chúng tôi cũng đã trang bị rất là nhiều loại xe tải phục vụ cho nhu cầu đó. Xe tải Fuso thì chúng tôi khá là yên tâm. Điều mà quan tâm nhất của chúng tôi đó là những cái linh kiện, những phụ kiện rất là dễ dàng tìm kiếm và thay thế, cũng như là cái trạm bảo hành rộng khắp và chăm sóc hậu mãi rất là chu đáo từ Fuso. Điều này tạo nên sự yên tâm cho đội ngũ tài xế, đặc biệt trong những chuyến đường dài. Sau đó thì cũng giúp chúng tôi rất là nhiều tiết kiệm chi phí trong quá trình vận hành.